Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hiện tại là 4 giờ sáng rồi các bạn. Thuyền mình bắt đầu ra khơi. Giới thiệu với các bạn, đây là nghề lưới cá đuối. Đang chạy ra để chuẩn bị bùa các bạn, đang đến điểm. Đây là vàng lưới này. Đầu kia là anh Trung đang buộc cơ. Thì nở ra bùa rồi mình sẽ quay tiếp. Bây giờ thuyền đang chạy. Rồi ra đến điểm rồi các bạn. Bây giờ sẽ bùa vật cơ xuống đầu tiên này. À, bùa lùi các bạn. Bùa lưới đuối đây là bùa lùi. Bùa thuyền lùi á. Liên trong kia. Bùa được các bạn. Bùa thì vắt lưới ra thôi. Thuyền ghe lui là nó ra. Đang bùa đấy các bạn. Ngoài kia bình minh đã lên rồi. Nên là bùa nó từ chạy các bạn, vật chi ra thôi. Con pháo nó từ chạy ra. Đây có một hòn đá bài này. Để giữ thắng băng khi mà mình lùi, bùa lùi. Đây lúc lại xuống nước. Như vậy là mặt trời đã mọc lên rồi các bạn. Thuyền mình vẫn đang bùa. Này bùa ra rồi. Bây giờ sẽ bùa vào đất liền. Cũng gần xong rồi các bạn. Còn tầm 5-10 phút nữa là xong. Thuyền mình đi 3 người, mình là 4. Hai người bùa này, một thuyền trưởng ở sau lái điều khiển thuyền. Rồi như vậy là gần xong rồi các bạn. Rồi đá vất xuống. Dạ mê. Còn sau này là cơ. Nối thêm dây vào thì ngắn quá. Còn đây là cơ này. Ủa cơ vào luôn. Long đi.
Rồi, cười các bạn. Dạ. Rồi, như vậy là thuyền đã bùa xong. Bây giờ sẽ kéo đá lên các bạn. Đây là hòn đá bài đây. Hai hòn, nặng lắm. Vừa kéo đá lên xong các bạn này. Đá có hai hòn. Mục đích là để nó rễ dễ bùn ấy. Là thuyền bùa nó dễ đi thẳng hơn. Không có hai hòn đá này bùa khó lắm. Nó đi nghiêng qua nghiêng lại các bạn. Bây giờ thuyền chúng mình sẽ đến cha đâu này này để buộc và sẽ câu cá. Rồi bây giờ là 9 giờ rồi các bạn. Thuyền chúng mình sẽ thả cha để ra bắt đầu kéo lưới. Rồi giờ bắt đầu kéo lưới các bạn. Đang tơi lưới lên đấy. Dạ mê. Rồi có một cú gặt. Cú gặt này thay cho chi các bạn để cho nó tẩm ấy, nó đỡ trôi. Đầu một cục, đuôi một cục. Lưới đi. Giờ bắt đầu kéo các bạn, kéo thì tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là sẽ xong. Lo một con các bạn, con mày sứa đây. Đấy. Đây là một con mày sứa các bạn này, nuôi ngoài vắng. Ôi, có một con ghe nữa, ghe đỏ. Bố không đây, bố không? Kéo cắm đi. Nhìn thêm một con nữa các bạn. Con nhỏ. Như chú cung đang khởi. Đây, bỏ ra ngoài văng luôn. Đuôi. Nhỏ quá. Con của năm làng gì đấy. Lưới này có những con to lắm các bạn, có những con 5-70 cân. Lưới này là size to cho nên là bắt cá lớn. Ôi, một con ghẹ. Thì đó. Con ghẹ này bị buộc rồi các bạn. Thì người ta buộc vào rồi mình sẽ khởi ra. Rồi lo thêm một con nữa các bạn. Chứ sẽ rửa ra. Đuổi mít đuổi khác thế. Bóp đàn là cá lớn á. Cá kín á. Nóc ăn cá rồi, sai thiệt. Cá đi ra nuôi các bạn. Nuôi sống. Rồi sống về bán giá trị cao hơn. Cái này
Do thêm con được các bạn này. Dễ đấy. Đưa ra ngoài răng luôn. Xem mà con này là con tư. Núi sóng các bạn. Giờ kéo tiếp. Kéo được cái đuối này là có tơi các bạn. Tơi thể lực. Bỏ vào nó quay lên thôi. Không có tơi thì kéo nặng lắm, rất là nặng. Tơi này nó kéo đầu phao lên. Còn đầu chi thì nó sẽ từ lên sau. Và sẽ phắn đầu chi lên thôi. Để được 4-5 con như thế các bạn. Cái đuổi vùng này không có rồi. Lâu quá mới ra vùng này săn lại. Nhưng mà ít quá. Khi nào mắc thì sẽ dập số lùi. Rồi giống lưỡi thì bắt đầu vào số tới lại. Cái này có tới với lùi các bạn. Nhìn lưỡi thêm một con nữa các bạn. Cá nhỏ quá. Toàn là cả đuôi kim. Chưa thấy đuôi vàng. Cái này là ghè. Hôm mình chạy máy đây các bạn. Rất mát. Mình sẽ hát. Thêm một em nữa các bạn. Toàn cả đuôi kim. Con ghe các bạn này, mình chuẩn bị gửi ghe. Lao! Một vàng các bạn, ui dạ, một con. Dạ. Được 5-70 con như thế này các bạn, đã. Dạ mê. Tổ vô. Con to này là có 2 nẹ. Con này tầm 7-8 cân. Thuyền trưởng về phù gửi cá. Con này nó vay lắm các bạn, nó xoáy, khó gỡ. Phải tìm được cái mặt của nó, lối ra được. Không thì sẽ mổ lưới. Rồi, như vậy đã tìm ra được rồi. Chưa còn một lớp nữa. Con này vẫn đem ra tổ luôn.
vắng là vắng các bạn. Bây giờ anh em sẽ kéo tiếp. Những cái gúc mơ của cả đuôi lớn ấy, nó vay vay các bạn phải khực khở gửi ra để ngày mái bùa. Bên này có một thuyền đang đi cầu cha này. Lo các bạn, lo thêm một em này. Chúng đang gỡ cả đấy. Ý, sớm đi. Con sống các bạn, nhưng mà vẫn bị cá nóc ăn. Nó ăn hai bên ria. Dưa. Sứa nhiều lắm các bạn. Toàn sứa. Dạ như mà cả là thấy sữa là thấy đấy. Lo một em. Rồi bắt đầu rồi. Rồi các bạn. Vất cái nè này, đè nè vất đã. Đưa ra văng, nuôi nó sống. Đi vào bãi nó đắt. Rồi tiếp tục kéo tiếp. Đi lẹ tè lẹ tè. Cái đuổi này thương nó đi cặp lần các bạn. Nhưng mà hôm nay sao nó đi lẹ lẹ nhiều vậy. Mắc được một con rồi các bạn. Bây giờ thưa chúng mình sẽ kéo bên này. Do cải nước cho nên bỏ bên này kéo. Toàn đuổi kim. Là dính thêm một con nữa. Con này nhỏ các bạn, bự vàng. Có phải là đuôi kim. Xoáy, xoáy. Đây kéo từ các bạn này. Ghé đấy. Hai em ghé. Ba em. Để mình sẽ gửi ghé.
tìm thêm một con cho các bạn này, vừa mới lên đuổi vàng. Tìm lỗ để lấy cá ra các bạn, vì lúc đâu cá nó phi vào chỗ nào là phải bắt để lấy ra chỗ đấy. Một lớp nữa. Gần hết lưới rồi, đã quay ngoài vắng các bạn. Bây giờ đi tới đi lui hơi mệt. Lo một em. Kéo tiếp. Con gửi nhanh của bạn, có con gửi lâu lắm, nó mắc lâu, nhiều vòng gửi lâu. Con thì còn nó lồn qua 1-2 vòng thôi, gửi mau. Hôm nay những thuyền đi câu cha này và đi câu mực nhảy đang ra khơi. Tìm thêm một con nữa các bạn này, đuôi vàng. Là lấy ra nhanh lắm các bạn. Bây giờ kéo tiếp, đang lưới chúng mình đang mắc rập ghẹ cho nên phải kéo lên để đổi, rất là nặng. Này, các bạn thấy tơi nặng không? Tơi nó không lên nữa. Rồi nhìn thêm một con nữa, hai con liên tiếp.
một lớp. Đưa ra văng tìm các bạn. Hai con liên tiếp vẫn đang mắc rụp ghè chưa ra được. Dưới này các bạn thì nó mắc nặng lắm. Thêm một con này các bạn này. Đây là đuôi chim, không phải đuôi vàng. Ba con như này là đuôi vàng. Đây là em đuôi chim. Cút cút. Đưa ra ngoài sân trường các bạn. Rất là nặng, tơi không lên luôn. Cá, lo thêm một đếm nữa. Cá chim nhỏ. Ui, con này bị cái nóc ăn khăn đâu rồi. Chèo chèo chi lên cái mắc hút. Thêm một con cá kim này các bạn, nhỏ. Con này là đủ nướng. Mọi người cả con nhâu ấy. Rồi kéo tiếp. Thêm một em này các bạn. Vất cái này cũng đấy. Còn đây là đuôi vàng. Rồi kéo tiếp. Lên con nào là gửi con đấy. Cái đuôi này là có đuôi độc cho nên phải bè nè đã. Không như cả con loài cả khác. Kéo lên là tấp ở sân. Cái đuôi này là phải gỡ. Nhìn thấy một con đi các bạn. Bây giờ chưa gỡ. Bỏ đó đã. Kéo đà tí nữa đấy gỡ. Cái đoạn này lưới nó lắn đấy các bạn. Nó lắn cả lưới cả pháo vào một cục luôn. Lưới này mà nước chảy lắm là nó sẽ lắn. Nước nó chảy quá. Heo ăn rồi. Đang dính cả hai đi lăn lưới. À rồi, hết rồi. Lo, kim. Một em có kim các bạn. Bây giờ kéo lên được con nào là vất xuống cái khoang đã. Chỉ nữa là gỡ. Ồ, lăn lưới tiếp. Mới kéo được một chút là lăn lưới lại rồi. Vẫn
con lắm các bạn. Con tầm 4 dèo lưới nữa, 4 tung nữa. Hết lắm đấy các bạn. Còn 1-2 dèo nữa. Cơ đây này. Chuẩn bị hết rồi. Mày dìm thêm một em. Tí nữa đã gỡ các bạn. Đây một con đâu kia, 3 con là 4 con. 4 con chưa gỡ. Như vậy là thuyền mình đã kéo hết lưới các bạn. Bây giờ chúng con cơ thôi. Đang tơi cơ về. Kéo xong lưới thì gió to quá các bạn. Gió nám to quá. Rồi chuẩn bị gỡ cá. Con này con sống ở bàn này, con thở này. Giờ gỡ cả các bạn, đâu này 3 con. Đẻ nè đã, bây giờ gì? Để vào ướt gió quá, này 1 con này, thế này 2 con nữa. Rồi còn một con to nữa. Cho xuống luôn. Có những con đè đó các bạn. Chúng mình vớt ra để cho nó sống. Trả về với môi trường thiên nhiên, nó còn sống nhá. Chỉ tặng con này mà sóc vô xương luôn các bạn. Ui, thầm luôn. Rất là đau. Độc lắm, đuôi cái nẻ này độc lắm. Rồi, như vậy là bài đè nẻ đã xong. Bây giờ chỉ lấy cá ra thôi. Chạy vào các bạn này. Để vào ướt lắm. Thì nữa vào trong đất liền rồi mình sẽ quay sổ cá cho các bạn xem. Bây giờ di chuyển không được, ướt lắm. Rồi vào chờ đây các bạn, chuẩn bị cập bến để đưa cá lên bán.
xem được bao nhiêu cân, vậy là giá cả được bao nhiêu và được bao nhiêu tiền các bạn. Rồi, đưa lên. Nắng quá các bạn, hiện tại là 1:30 chiều, nắng quá. Mình có cái này xuống. Có cái này xuống. Lên kênh các bạn. Ui. Ừ. Hai bảy luôn. Được, 27 luôn. Có ngoài này nữa. Đang bắt, đang bắt. Lấy bao một chai đi cân luôn. Sủng lắm ơi. Hai chén các bạn. Chén này là toàn là cá to. Thuyền này cũng đi lưới cá đuối vào này. Hai thuyền đi lưới cá đuối với nhau. Biết đâu kém. Mấy có cái xì nữa. Mấy có người đây, người đang giá đấy. Mấy đứa lặng ra ra. Thôi lặng ra thôi. Con chật này này các bạn. Mấy con này con sóng. Hả? Cả gì? Có đâu có. Thấy ra cún, con ngoài chứ. Con không? Con. Con từng này là hết các bạn. Nè, con lên đi. Con ở đâu? Phải bắt cho nằm ngã. Con này lên đi coi làm khi nào khi xong được con. Rồi, con lô tơ. Lô tơ được không? Bắt ngã ra. Ngã hơn lên trên bắt. Dưới đậu nữa. 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 Cái này cứ bắt lên được. Hả? Cứ đi ra đi bắt đi. Giang này lố mày đi giang. Rồi, cân mà cuối. 12,5 lô. Mấy con ghê này các bạn. Hết. Tổng cộng là mấy chục lô. Mấy chục lô á? Lô mấy đây? Mấy lô cáo? 17 lô, 18 lô, 17 lô, 18 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 lô, 18
mấy triệu.
triệu. Rồi, được 6 triệu các bạn. 6 triệu 050 nghìn. Với 150 nghìn tiền ghe nữa. Rồi, bây giờ thẻ sẽ về. Về. Về các bạn. Như vậy là cân đã xong rồi. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn video sau. Vào ngày mai. Các bạn thì hay thì hãy cho mình một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp các bạn video sau. Bye bye. Thuyền bên này bắt đầu lên cân này. Thuyền bên này được tầm 20 cân.